Tân Thần Điêu Đại Hiệp, tập 21. Huynh cũng không cần phải gọi ta là cô nương. Mấy ngày nay không biết huynh gọi cô mấy lần rồi. Hả? Giờ đổi xưng hô e là cũng trễ. Trời ơi, tiêu rồi. Lúc ta bị thương hôn mê, nhất định là nhận nhầm cô ấy thành cô. Nói lời thân mật, hành động thất lễ, đúng là tiêu rồi. Trời ơi. Cô nương à, ta không làm gì cô chứ? Không có. Huynh nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa hãy đi tìm cô. Rồi, nhưng mà đi đâu tìm đây? Chuyện gì cũng đừng quá lo lắng, có lòng cuối cùng cũng sẽ tìm được. Cô ấy không giống những cô nương khác. Lục Vô Song lanh lợi hoạt bát, Quách Phù quá kiêu ngạo lỗ mãng, Gia Luật Yến hào phóng ngỗ ngược, Hoàng Nhan Bình điềm đạm đáng yêu. Còn cô lúc đầu thì lạnh lùng, sau này sống chết ghi tâm. Chỉ có cô nương này dịu dàng nhã nhặn, ân cần chu đáo. Hey, ở cùng cô ấy mọi chuyện đều bình yên thanh tĩnh. Hey, cô nương, cô tên gọi là gì? Huynh đừng hỏi những chuyện linh tinh, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ ngợi lung tung, nội thương tự nhiên sẽ khỏi lại. Ta biết rồi, ngay cả diện mạo của cô cũng không cho ta nhìn, chắc chắn là không nói ta biết tên của cô rồi. Diện mạo ta rất xấu, huynh từng nhìn thấy rồi. Ta không tin đâu, không thể nào. Ta mà đẹp giống như cô của huynh thì ta cần gì phải đeo mặt nạ chứ. Sao cô biết cô ta đẹp? Ê, cô quen cô ta sao? Ta chưa từng gặp. Ta nghĩ huynh nhớ cổ như vậy, chắc cổ là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Ta nhớ cô ấy không phải bởi vì cô ấy là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, mà là cô ấy đối với ta rất tốt. Dù cô ấy là nữ nhân xấu nhất thiên hạ này, ta cũng sẽ lấy cô ấy. Ta cũng nghĩ như vậy. Cổ không những xinh đẹp mà còn đối tốt với huynh. Ê, cô đang viết gì vậy? À, ta đang học viết chữ, bởi vì chữ ta viết rất khó xem. Không thể nào, chữ của cô nhất định rất đẹp. Kỳ lạ, sao huynh lại đoán ra được vậy? Nhân phẩm cô nương xinh đẹp như vậy thì chữ viết ra tự nhiên cũng sẽ đẹp thôi. Chữ của ta thật sự xấu lắm, giống như người nhân phẩm tốt như huynh, y phục mặc thì lại rách rưới vậy đó. Ta vẫn luôn là vậy mà. Ta... Ê, y phục ta đâu? Ê. Y phục của huynh ở đây. Huynh yên tâm, ta đã giặt sạch sẽ và cũng đã giá xong. Đa tạ cô. Y phục của ta là đích thân cô may cho ta, ta không thể làm mất. Ta biết. Huynh có muốn ăn gì không? Ta đi mua cho huynh. Không cần đâu, không cần phiền vậy. Không sao đâu, huynh muốn ăn gì? Bánh ú. Bánh ú? Ừ. Bánh ú là món nổi tiếng nhất ở quê ta. Lẽ nào huynh biết ta là ai sao? Hả? Ta quen cô sao? Để ta ra ngoài mua bánh ú cho huynh. Huynh nghỉ ngơi đi. Đã gặp quân tử sao lại không thích? Cô ấy viết đã gặp quân tử. Quân tử là đang nói ta sao? Ta và cô ấy nói chuyện không quá vài câu, cô ấy gặp ta thích ta ở điểm nào chứ? Hơn nữa ta bừa bãi như vậy, có được nói là quân tử không? Nếu như không phải ta, ở đây lại không có người nào khác, thật sự không hiểu cô ấy nghĩ gì. Hey, ta là quân tử sao? Quân tử. Thổi hay lắm. Sao tự nhiên huynh lại đeo mặt nạ vậy? Ta tự hỏi tại sao lần nào cô cũng đeo mặt nạ. Thì ra là đeo mặt nạ rất là thú vị. Con người huynh hành sự đúng là ngoài dự liệu của ta. Biểu tỷ. Biểu tỷ à, muội về rồi đây. Muội đi đâu vậy? Ta lo cho muội lắm. Tỷ không biết đâu, muội ra ngoài.
Ồ, thì ra cô nương này là biểu tỷ của thê tử ta. Sao nhà chúng ta lại có một nam nhân vậy? Hắn là ai? Muội là thê tử của hắn. Muội nói hắn là ai? Hả? Không lẽ ngay cả tướng công cô cũng không nhận ra? Đồ ngốc này. Thê tử. Cha, đồ ngốc, thật sự là quên sao? Đúng là quên rồi. Thật sự là quên hả? Thê tử. Không thể tin được. Thê tử. Đúng là quên rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Cái tên ngốc này quên chạy đi đâu vậy? Ta lo cho quên lắm rồi. Ta biết, ta biết. Tức chết luôn mà. Được rồi, đừng ồn nữa. Vào phòng rồi nói đi. Ê trời, vào trong rồi nói. Quynh chạy đi đâu vậy? Ê, từ từ uống. Quynh nói đi, thời gian dài như vậy rốt cuộc Quynh chạy đi đâu? Từ lần trước Quynh đột ngột bỏ đi, biểu tỷ của ta liền dẫn ta đến đây yên tĩnh dưỡng thương. Thực ra vết thương của ta đã sớm lành rồi, nhưng mà ta tức giận không thôi nên chạy ra ngoài cho khuây khỏa đó. Kết quả hôm đó đụng phải hai tên ăn mày của cái bang, nghe bọn chúng nói là đại thắng quan mở gì mà đại hội anh hùng đó, ta liền chạy tới đại thắng quan xem náo nhiệt. Kết quả ta vừa tới đó bọn họ đã giải tán rồi. Ta sợ biểu tỷ nhớ ta cho nên tức tốc quay trở về. Kết quả hay lần này đa tạ biểu tỷ cô cứu giúp. Ta vẫn chưa thỉnh giáo vị cô nương này tên gọi là gì. Gì mà cô nương chứ, hế sao huynh vẫn chưa biết tên của tỷ vậy chứ? Hay có lẽ duyên phận vẫn chưa đến. Biểu tỷ, đây là lỗi của tỷ đó. Sao tỷ lại không nói cho chàng ngốc biết tên tỷ là Trình Anh? Thì ra cô nương có tên là Trình Anh. Còn nữa, sư phụ của biểu tỷ ta còn là đảo chủ đảo Đào Hoa Hoàng Dược Sư. Ý, không ngờ cô nương còn trẻ như vậy đã là đồ đệ của đảo chủ đảo Đào Hoa rồi. May là nhờ có huynh. Nếu ban đầu huynh không bán ta vào kỷ diện, ta cũng sẽ không gặp được sư phụ. Hả? Huynh từng gặp người rồi, huynh quên rồi sao? Ăn đi, ăn nhiều vô. Nhớ rồi, cô là biểu tỷ của thê tử ta. Bởi vì tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, thật ra ta không hiểu là tại sao cô phải đeo... Ta tự hỏi tại sao lại kỳ lạ quá vậy, sao cả hai người đều mặt nạ như vậy chứ, sao không tháo xuống hết đi. Wow, cô đúng là vẫn đẹp như hồi còn nhỏ. Biểu muội này. Biểu tỷ à. Sao phải xấu hổ chứ? Kỳ lạ thiệt. Nè, đồ ngốc à, Quynh nói xem có phải thường xuyên ở cùng Đông Tà Hoàng Dược Sư đó con người cũng trở nên kỳ lạ không? Hả? Không đâu. Thê tử, cô biết không? Cô là người xinh đẹp nhất thiên hạ đó. Thật không? Quà tươi đi cô nương ơi. Đa tạ, lấy mấy thứ này. Đi thông thả, cứ coi tự nhiên. Quà tươi đi cô nương ơi, quà đẹp lắm. Xin mời, xin mời. Kéo hồ lô không? Vô sống. Hả? Sư muội. Hả? Cô ta đâu rồi? Con cũng không thấy nữa. Làm sao đây? Con qua bên kia tìm đi. Trình cô nương. Tay cô không sao chứ? Không sao. Ê, cái áo mới này cô làm cho ai vậy? Cho ta xem thử đi. Không hay rồi, có chuyện. Có chuyện không hay rồi đó. Trời ơi, tay của ta. Ta nhìn thấy sư tỷ và Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu? Đúng vậy, may mà vừa rồi ta nhanh nhạy chạy thoát. Nhưng mà ta đoán rất nhanh bọn họ sẽ tìm được chúng ta thôi. Làm sao Lý Mạc Sầu này võ công thâm sâu khó lường. Đáng tiếc bây giờ ta đang bị trọng thương, ba chúng ta hợp sức cũng không đánh lại bà ta. Hay là như vậy đi, bây giờ chúng ta mau chạy đi hả? Không được, muội và Dương Đại Ca đi trước, ta ở lại đối phó. Vậy làm sao mà được chứ? Nếu lỡ như Lý Mạc Sầu nhìn thấy hai chúng ta ở cùng với nhau sẽ làm liên lụy tới chàng ngốc. Vậy thì như vậy đi, biểu tỷ, hai người đi trước đi, chuyện còn lại cứ để muội đối phó. Không được, hai người đi trước đi. Ta nhớ ra rồi, sư phụ ta là tiểu bộ đồng môn với bà ta, dựa vào quy tắc tiểu bộ đồng môn. Không được đâu, bà ta vốn dĩ không phải là người như vậy, không được đâu mà. Sao ta có thể bỏ lại một mình muội không lo? Hai người đi trước đi. Không được. Biểu tỷ à. Hai trời, được rồi, đừng ồn nữa. Ba người chúng ta cùng tiến cùng lui được không? Nếu gặp phải Lý Mạc Sầu, chúng ta sống thì cùng sống, chết thì cùng chết. Được, cứ như vậy đi. Đi. Ê,
Nhưng mà võ công của Lý Mặc Sầu rất cao, thêm gì nữa đừng chạm phải bà ta, chỉ bằng cứ ở lại chỗ này tránh vất vả cực nhọc. Trình cô nương nói đúng lắm. Đúng vậy. Được rồi, Lý Mặc Sầu, chúng ta sẽ ngồi ở đây cùng nhau. Cùng nhau. Đợi ba. Đồ ngốc. Hả? Lúc đầu ta lừa Lý Mặc Sầu nói quyển ngũ độc bí truyền này bị đệ tử cái bang cướp mất rồi, lỡ như bị bà ta phát hiện thì sẽ không xong. Vậy đi, Quỳnh mau học thuộc lòng tất cả phương pháp lấy độc trị độc bên trong quyển sách này đi, sau đó thì đốt nó. Được. Còn nữa, lỡ như nếu như Quỳnh bị Lý Mặc Sầu bắt giữ, nếu bà ta muốn giết Quỳnh, Quỳnh hãy lấy khăn tay này ra đưa cho bà ta. Ê, sao chỉ có một nửa thôi vậy? Trời ơi, Quỳnh đừng hỏi nhiều như vậy, mau cất nó vào đi. Trời ơi, cứ coi như là ta nhờ Quỳnh đem trả nó lại cho Lý Mặc Sầu được không vậy? Có lẽ bà ta sẽ thủ hạ. Vậy ta sẽ đưa khăn tay của cô. Trời ơi, mau cất nó đi. Ồ. Nè, Quỳnh cất cho kỹ, tuyệt đối đừng làm mất có biết không? Vậy Quỳnh mau học thuộc sách đi, ta đi đây. Ta tiễn cô. Đúng rồi. Cô làm sao vậy? Thì chuyện này đừng nói cho biểu tỷ ta biết nha. Hả? Ê, nè. Ngũ độc bí truyền. Thế tại sao ngũ độc này? Hả? Quên sao vậy? Ngồi đi. Dương đại ca, trước khi trời sáng, Lý Mặc Sầu sẽ tìm thấy chúng ta. Nếu như bà ta tìm được Huynh, Huynh hãy giao cái khăn này cho bà ấy, có lẽ sẽ có hữu dụng cho Huynh đó. Nhớ là đừng nói cho biểu muội ta biết. Hả? Được. Ta đi trước đây. Nè, có ý gì đây chứ? Sao mà hai người họ mỗi người lại có nửa cái? Tại sao đều kêu ta đưa cho Lý Mặc Sầu? Tại sao hai người họ lại không cho đối phương biết chứ? Mà chuyện khăn tay, biểu cảm đó không lẽ gọi là thẹn thùng sao? Ôi trời ơi. Đồ ngốc, Quỳnh xem trăng hôm nay đẹp quá. Chỉ tiếc là không biết còn có cơ hội được nhìn nữa không. Hỏi thế gian tình là gì mà khiến đôi lứa hẹn thề sống chết, trời nam đất bắc song phi khách. Đôi cánh bao lần gió rét, gặp thì vui biệt thì khổ, chung quy si tình như đôi nam nữ. Hãy nói cho ta, từ nay sớm chiều qua ngàn núi tuyết, lẻ bóng đơn độc, biết đi đâu về đâu. Ba tên hỉ mũi chưa sạch các ngươi, làm sao biết được tình yêu là gì? Chẳng khác nào đang gãy tai trâu. Nghe lời này của sư bá có vẻ như rất am hiểu tình yêu nam nữ. Hôm nay ta đến không phải để dạy các ngươi như thế nào mới là tình yêu. Tiểu tiện nhân, mau giao ngũ độc bí truyền ra đây. Con đã nói với người rồi, ngũ độc bí truyền đã bị đệ tử cái bang cướp lấy rồi. Nếu như người muốn nó thì đi tìm bọn họ lấy đi. Còn muốn lừa ta sao? Hôm nay nếu như người không giao nó ra, ta sẽ giết chết các ngươi. Hoàng bang chủ và lỗ bang chủ của cái bang đều là người quang minh lỗi lạc, sao có thể lén xem tờ thư của bà chứ? Hơn nữa bọn họ đã ban bố mệnh lệnh, lệnh tất cả đệ tử cái bang không được lén xem quyển sách này. Thực ra quyển sách đó đang ở trong tay ta đây, cầm lấy đi. Xem như là ngươi biết điều. Còn nữa, chiếc khăn tay rách này là của bà sao? Trả cho bà. Chuyện cũ đã qua, còn có tác dụng gì? Sư phụ, một mình con làm, một mình con chịu, người tha cho bọn họ đi. Ngươi có tư cách gì cầu xin ta? Hôm nay ta muốn ba người các ngươi phải chết ở đây. Bà có tư cách gì mà làm sư phụ người ta? Đưa cho bà cũng chết, không đưa cũng chết. Nhưng mà con người xưa nay ai mà không chết? Bà thì đâu được như ta. Trái ôm một người, phải ôm một người.
Ba người bọn ta trên đường xuống Hoàng Tuyền có nói có cười, không biết vui vẻ biết mấy. Đâu có giống nữ nhân như bà, không có nam nhân nào cần, một mình cô độc tới chết. Nói hay lắm, chúng ta cùng sống cùng chết, chết không hối tiếc. Hay cho câu chết không hối tiếc. Nhưng thiên hạ này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Hôm nay ta để ba người các ngươi đứt ruột mà chết. Cô tặng cô ba nè. Cô ngốc. Lắc lư nào, lắc lư nào, lắc lư đến cầu của bà ngoại. Bà ngoại gọi ta là đứa trẻ ngoan. Một túi kẹo, một túi trái cây, ăn xong rồi còn muốn lấy thêm một túi. Cẩn thận. Ngươi làm nhiều điều ác. Hôm nay Hoàng Dược Sư ta sẽ thay trời hành đạo. Ngươi cười cái gì? Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Thì ra Hoàng Dược Sư tiếng tăm lừng lẫy khắp thiên hạ mà lại là một người bị ổi như vậy sao? Lý Mặc Sầu, bà đừng sỉ nhục sư phụ ta. Ta nói sai cái gì? Các ngươi lấy đông hiếp yếu, lấy năm địch một. Nếu như Hoàng đảo chủ không sợ người trong võ lâm chê cười, vậy thì giết ta đi. Lý Mặc Sầu, bà còn dám xuất khẩu cuồng ngôn. Hôm nay Dương Quá ta đấu với bà, một đấu một, hai chúng ta đấu với nhau xem bà nói thế nào. Đúng là nực cười. Các người, người này đánh xong lại đến người khác, dậu đổ bìm leo, là hành động của quân tử sao? Lý Mặc Sầu, người đừng phí lời nữa, làm tức cũng đi cho ta. Sư phụ, uống trà. Sư phụ, sao người đến được đây? Ta nghe Dung Nhi nói, trong đại hội anh hùng có một Kim Luân Quốc Sư, võ công vô cùng lợi hại, gần như chế ngự được tất cả anh hùng. Cho nên ta hy vọng có cơ hội được gặp người đó. Không ngờ tới nửa đường, nhìn thấy nữ ma đầu Lý Mặc Sầu này, ta liền biết nhất định có chuyện xảy ra. Vì vậy mới đuổi theo tới đây. Hoàng đảo chủ, cũng may ông đến kịp lúc. Nếu không thì ta và biểu tỷ ta và chàng ngốc này nữa chắc chắn sẽ chết rất thê thảm rồi. Chàng ngốc sao? Tại hạ Dương Quá, bá kiến Hoàng đảo chủ. Dương Quá, thì ra là người áp chế đám anh hùng trong đại hội anh hùng sao? Ba lần bốn lượt cứu con gái của ta và cháu gái ta, chính là ngươi. Tốt. Quả như là anh hùng tuổi trẻ tài cao. Sư phụ, người từng gặp huynh ấy rồi. Hồi còn nhỏ trong quán ăn đó. Đúng là duyên phận hiếm có lắm. Tiểu sư cô, tiểu sư cô ơi, bên ngoài có rất nhiều ghế, đi chơi chung đi. Con ngốc, mau qua đây gặp Dương huynh đệ đi. Nó là con gái ngốc của đồ đệ ta, tên là cô ngốc. Từ nhỏ đã ngớ ngẩn ngốc nghếch rồi. Cho dù ta phí bao nhiêu tâm huyết muốn đâu biết thêm mấy chữ nữa, học thêm mấy chiêu thức võ công, nhưng mà cũng không được. Vì vậy hơn 10 năm nay ta dùng hết trí óc sáng chế ra ba chiêu trưởng pháp để nó khổ luyện. Thật không ngờ vậy mà có thể đánh lại Lý Mặc Sầu. Đó là bởi vì võ công của Hoàng đảo chủ thực sự là cao thâm khó lường. Cô ngốc à, hân hạnh. À,
Có mà đó. Có mà. Dương huynh đệ, không phải ta hại ngươi. Không phải đâu. Cô ngốc không có hại ngươi. Là bọn họ. Ngươi tìm bọn họ đi. Sư công mới có ma kìa. Dương quá, ngươi đừng thấy lạ. Vì dáng vẻ ngươi rất giống với phụ thân ngươi. Hơn nữa cô ngốc lại từng thấy phụ thân ngươi. Cô ngốc. Cô ngốc, cô đừng sợ. Rốt cuộc cha ta bị ai hại chết vậy? Ta cô cho ta biết đi. Rốt cuộc cha ta biết đâu. Dương đại ca. Dương đại ca. Đồ ngốc, huynh mau ngồi xuống đi. Ta không nói. Ta không biết gì đâu. Không nói đâu. Không biết đâu. Dương quá, ngươi bị thương rất nặng. Sư phụ, người mau cứu huynh ấy đi. Đồ ngốc à. Dương quá, người tỉnh rồi sao? Đa tạ ơn cứu mạng của hoàng đảo chủ. Lão phu không nhận mấy thứ này. Ngươi có biết người trong giang hồ gọi lão phu như thế nào hay không? Gọi ông là đảo chủ đảo đầu qua. Còn gì nữa? Đông tà. Không sai. Ta nghe nói võ công ngươi không tệ, bụng dạ nhiệt tình, cách hành sự cũng được lắm. Ta còn nghe nói người muốn lấy sư phụ người làm thê tử, có đúng không? Thế nhưng đều không cho ta lấy cô ấy. Nhưng mà Dương Quá sẽ cố gắng ngàn chết vạn chết cũng phải lấy được cô ấy. Ông cười gì vậy? Ta tưởng ngồi ông là Đông Tà thì sẽ không giống như những người khác. Không ngờ ông và người thế tục không có gì khác nhau. Nói rất hay. Ta nói lời này chắc chắn đắc tội với ông ta. Nhưng mà sao ông ta không chút tức giận vậy? Dương Quá. Hả? Ta nghe nói người phản lại toàn chân giáo, ẩu đả sư tôn. Đúng là khá lắm đó. Chỉ bằng ngươi phản luôn cổ mộ phái, rồi bái ta làm sư phụ đi. Sao tôi phải bái ông làm sư phụ? Ngươi không nhận tiểu long nữ làm sư phụ thì có thể danh chính ngôn thuận, có thể cưới cô ấy làm thê tử. Cách này của ông cũng không tệ, nhưng mà không cao minh. Thế nhưng nói không cho tôi lấy sư phụ của tôi làm thê tử, quy định này do ai đặt ra? Tôi thích cô của tôi là chuyện của bản thân tôi, liên quan gì tới họ? Tôi cứ thích cô của tôi đó, họ có thể làm gì được tôi? Tốt. Hoàng lão tà ta xưa nay ghét nhất là lễ giáo thế tục, nói chuyện hành sự trước giờ đều không theo lẽ thường. Cho nên trên giang hồ đặt cho ta danh hiệu là Đông Tà. Người nghĩ như vậy lại cao hơn cả ta một bậc. Ta vốn dĩ muốn ngươi truyền học thuật của ta để dạy thế nhân biết sau Hoàng lão tà còn có một Dương tiểu tà nữa. Nhưng mà ngươi không chịu làm đệ tử của ta, nếu vậy thì hết cách. Thật ra muốn truyền danh xưng Đông Tà này của ông á, không nhất thiết cần tôi bái ông làm sư phụ. Nếu như ông không chê tôi còn nhỏ tuổi, võ công lại kém, hai chúng ta làm bằng hữu cũng được mà. Nếu thật sự không được á, thì kết bái làm huynh đệ. Trở thành bằng hữu, kết bái huynh đệ, người đúng là không biết lớn nhỏ. Nhưng mà rất hợp với tính khí của ta. Dù huynh đệ, chúng ta vừa gặp đã thân, có câu nói tri kỷ ngàn chén vẫn không đủ, không hợp nói nửa câu đã quá nhiều. Hôm nay chúng ta uống cho sảng khoái, không sai không về. Được thôi. Mời. Mời. Đã già, sự không còn. Trước qua không uống, lệ đầy áo, chỉ mong đóng cửa yên giấc ngủ. Mặc kệ hoa mai bay như tuyết.
Người già không còn vui như niên thiếu, chán rượu liền qua gãy đàn. Hoàng hôn cùng mưa gió sót lại âm thanh góc ngoài lộc. Lưu Lan đã già mà kệ qua đào vẫn cười. Gió đông ngàn dặm, nước phá non sông chiếu ánh hồng. Chuyện xưa nay lễ anh hùng, lễ nhắc nhở. Trường hận hoàng hôn lặn phía tây, tối triều về. Đệ tử đa tạ sư phụ. Anh Nhi, tại sao con nói những lời này? Nhưng đại ca và sư phụ huynh ấy yêu nhau, nhưng vẫn không có được sự đồng cảm của thế nhân. Đồ Nhi nhìn thấy mà đau trong lòng, lại không có cách nào ra tay giúp đỡ. Hôm nay sư phụ lão nhân gian người có thể bỏ đi quan niệm thành toàn cho họ, trong lòng Đồ Nhi vui lắm. Thế gian này chỉ có sư phụ không quan trọng lễ giáo, một lòng luôn nghĩ cho người khác, mới có thể bao bọc trái tim bị tổn thương an ủi họ. Đồ Nhi thấy Dương đại ca, đa tạ sư phụ. Anh Nhi, con sai rồi. Con thấy di sư không quan trọng lễ giáo. Thực ra đó chỉ là bề ngoài thôi. Di sư cũng từng bởi vì lễ giáo mà làm chuyện hối hận cả đời. Cho dù có danh xưng Đông Tà, nhưng không phải Đông Tà thực sự. So với Dương huynh đệ, hổ thẹn hơn rất nhiều. Vì vậy hôm nay ủng hộ cho đệ ấy cũng là ủng hộ ta của ngày xưa. Chỉ đáng tiếc ta của ngày xưa không có đủ dũng khí như vậy. Sao có thể chứ? Con có biết không, con từng có một sư tỷ tên là Mai Sư Phong. Có nghe cô ngốc thỉnh thoảng nhắc đến, nhưng chưa từng nghe sư phụ nhắc đến. Không phải không nhắc tới, là sợ nhắc tới. Nhắc tới rồi, nỗi đau trong lòng lại dâng lên. Được rồi, tối nay tao uống một vài ngụm rượu, sẽ nói hết lời trong lòng cho con biết, coi như là bài học cho con. Nhiều năm trước đây, ta ra ngoài làm chút việc. Ở một thôn nọ đang muốn giết cô thiếu nữ được sói nuôi lớn. Đừng để cô ta chạy thoát. Đừng để cô ta chạy thoát. Mình chết cô ta đi. Thấy không? Mình chết cô ta. Để cô ta chạy. Không được chạy. Nhanh lên. Không được để con nào sao? Giết đi. Dạ. Bên này. Gì vậy? Rồi. Giết lên. Bỏ lên. Giết cô ta đi. Để cô ta chạy thôi. Đúng rồi. Bắt cô ta. Chạy đi. Chạy đâu cho thoát. Đánh. Bắt cô ta. Trời. Đánh đi. Bỏ lên. Không chế được rồi. Đây nè. Rắn không chế đi. Bắt cô ta. Nè. Đập chết cô ta. Đánh chết cô ta lại. Đánh chết đi. Trời, hay quá vậy. Đứng im luôn rồi. Không chế được rồi. Tạ ơn đại hiệp đã bắt được yêu nhân, xin giao cho chúng tôi dẫn đi. Các người tính làm gì cô ấy? Cô ta được sói nuôi lớn, ăn hết gia súc của chúng tôi. Chúng tôi phải giết cô ta. Giết cô ta. Nếu như được sói nuôi lớn, tự nhiên không hiểu chuyện con người, giết cô ấy cũng vô ích. Chỉ bằng cứ giao cô ấy cho ta, để ta từ từ thuần phục, có lẽ sẽ có lợi ích lớn hơn.
Nếu đại hiệp đã muốn đưa cô ta đi, chúng tôi không còn cách nào khác. Nhưng loại người được thú nuôi lớn thì không có nhân tính đâu. Ngài tuyệt đối đừng để hành sự vô ích, tự chuốc lấy phiền phức cho mình. Đúng, à, vậy, đúng, đúng, đúng vậy đó. Đừng chuốc lấy phiền phức cho mình. Có chừng là chuốc quả vào thân đó. Ta chính là thích tự tìm phiền phức cho mình. Cô có chịu đi về cùng ta không? Không nói thì chứng tỏ đồng ý rồi đó. Ta muốn nhận cô làm đồ đệ, từ từ dạy dỗ cô, đừng khiến ta thất vọng. Ủa, ông sao đây rồi? Bay đi rồi. Mai Nhược Hoa, cô là Mai Nhược Hoa sao? Cái tên này không hay, ta sẽ gọi cô là Mai Siêu Phong. Tính cách ngang ngược, thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi thôi. Đây là Mai, Trung Hoa Mai, cũng là họ của con. Mai. Nói hay lắm. Sư phụ thưởng cho con một cái bánh. Cuộc đời ta đam mê võ công, trước giờ chưa từng có ý nghĩ nam nữ, nhưng mà không biết tại sao lại nảy sinh cảm giác khác thường với cô ấy. Ta vô cùng không thích cảm giác này, có thể sẽ không khống chế được bản thân. Sư phụ. Sư tỷ, đang xem gì vậy? Có ý nghĩa gì vậy? À, đây là từ Âu Dương Tu. Để nhớ là trong sách nói Âu Dương Tu thích cháu ngoại của hắn, nhưng lại không nói được. Ý, đây là bút tích của sư phụ. Không phải sư phụ đối với tỷ cũng... gì vậy? Sư phụ. Sư phụ, con còn bài học vẫn chưa làm xong, con đi học tiếp đây. Sư phụ. Rối rồi, để con chải lại. Đi. Sư
Siêu Phong, năm nay con 18 tuổi sao? Dạ. Cha mẹ soi gương buồn nhìn tóc bạc, sáng còn đen mượt, chiều đã trắng như tuyết. Nhìn mấy đứa trẻ tuổi các con, tóc trên đầu sư phụ đã bạc nhiều lắm rồi. Nhổ đi. Sư phụ, văn tài, võ công thật sự hiếm thấy, là cộng lông vũ muôn thuở trời cao. Con đúng là biết nói đùa để cho sư phụ vui. Nhưng mà những ngày tháng vui vẻ như vậy cũng không nhiều đâu. Võ công sư phụ tuy cao nhưng cuối cùng vẫn phải già. Con cũng từng ngày trưởng thành, cuối cùng phải rời xa sư phụ. Sư Phong không lớn nữa, học võ công với sư phụ, cả đời đều ở bên cạnh sư phụ. Đứa trẻ ngốc. Chữ Âu Dương Tu nói đúng lắm. Mang rượu đến trước qua hỏi quân tử, thế gian có kế gì giữ được tuổi xuân? Cho dù giữ được thanh xuân, nói dối, qua vô tình đối diện người hữu ý, qua dù đẹp cũng phải tàn phai. Xưa nay hồng nhan có thể được bao lâu? Con sẽ trưởng thành thôi. Sư Phong, nội công của chúng ta luyện có mạnh cũng không đấu lại ông trời. Ông trời muốn chúng ta già đi, luyện võ công gì cũng sẽ vô dụng. Sư phụ, võ công cao, Sư Phong muốn đi theo người, luyện cả đời, chăm sóc người. 100 tuổi, 200 tuổi. Đa tạ con. Con có ý tốt như vậy là được rồi. Tuổi xuân phải biết trân trọng, phải biết hoa đẹp thường nhanh tàn. Đời tỉnh rượu không thấy quân tử, ngàn cánh hoa không theo nước chảy, lại theo gió bay. Sư phụ, Sư Phong không theo nước chảy, không theo gió bay, chỉ học đàn chỉ thần công. Con đúng là biết chọc sư phụ. Được, từ ngày mai ta sẽ truyền dạy cho con võ công nhập môn, đàn chỉ thần công. Đa tạ sư phụ. Sư phụ. Sư muội, sao muội lại tới đây? Sư phụ, người sao vậy? Còn không phải vì tỷ sao? Ta. Sư phụ ra ngoài hẹn luận kiếm với lại người khác, những người trong giang hồ đều nói sư phụ muốn lấy nữ đệ tử đó. Những tin đồn nhảm này mà còn nói lung tung. Im lại đi. Sư muội đừng nghe đệ nói. Tất cả ra ngoài hết cho ta. Sư phụ. Sư muội. Sư tỷ. Sư phụ. Kêu họ ra ngoài có nghe không? Sư phụ, thực ra người khác nói gì không quan trọng, trong lòng chúng ta vui vẻ là được rồi. Con nói linh tinh cái gì vậy? Ngay cả con cũng nghĩ ta như vậy sao? Sư phụ. Người thật sự không vui như vậy sao? Có phải người đã nói Hoàng Dược Sư muốn lấy nữ đệ tử không? Đó chẳng qua chỉ là tin đồn trên giang hồ. Tin đồn ngươi cũng dám truyền, đáng chết!
Ê, xin cho qua, xin cho qua, xin cho chuyện qua. Gì? Chỗ ông chờ. Rồi, ghé vô đi. Ê, trời, gì vậy? Ta hỏi ngươi, sư phụ không thể lấy đệ tử sao? Đương nhiên không thể, đây là nhân luân, có đúng không? Đúng, đúng vậy. Đúng, đúng, sư rồi, đúng, đúng lắm, lắm. Đúng đó. Nhân luân của ngươi đi đi. Đủ rồi. Sư phụ. Rốt cuộc con làm gì vậy? Sư phụ, con không muốn để đám người này truyền tin đồn. Con không muốn sư phụ phải buồn. Nhưng mà con làm sai rồi, con biết không? Sai? Con làm sai chỗ nào chứ? Là con giết nhiều người như vậy, hay là bản thân con đã yêu sư phụ? Con, nếu như sư phụ cảm thấy con làm sai, vậy cứ giết con cho xong. Nếu như lúc đầu không phải sư phụ cứu con đã sớm chết rồi. Lúc đó con chết, con sẽ không hiểu chuyện gì hết. Càng không hiểu yêu là gì.